Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa của Chúa Nhật thứ sáu thường niên năm A. Xin mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng ta đến để hủy bỏ lệ luật hay các tiên tri ta không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn vì ta bảo thật các con cho dù trời đất có qua đi thì một trăm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót cho đến khi mọi sự hoàn thành bởi vậy ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời trái lại ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó sẽ được kể là người cao trọng trong nước trời nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái thì các con chẳng được vào nước trời đâu các con đã nghe dạy người xưa rằng không được giết người ai giết người thì sẽ bị luận phạt nơi tòa án còn ta ta bảo các con bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt ai bảo anh em mình là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng sẽ bị vả lựa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, Kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho trên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo cho ngươi biết, ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Các con đã nghe nói với người xưa rằng chớ ngoại tình, còn ta ta bảo các con thế ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con thì hãy móc nó mà ném ra xa vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục nếu tay phải con nên dịp tội cho con thì hãy chặt mà ném nó xa con vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục cũng có lời dạy rằng Ai ly dị vợ mình thấy trao cho vợ tờ ly dị Còn ta, ta bảo các con Hễ ai ly dị vợ mình trừ trường hợp tà dâm Thì làm cớ cho vợ ngoại tình Và ai cưới người vợ đã ly dị cũng phạm tội ngoại tình Các con cũng đã nghe lời bảo người xưa rằng Chớ thời gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa còn ta ta bảo các con đừng thề chi cả đừng lấy trời mà thề vì trời là ngai thiên chúa đừng lấy đất mà thề vì đất là bệ chân người đừng lấy jerusalem mà thề vì là thành của vua cao cả cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng ngay đen được nhưng lời nói của các con phải là có thì nói có không thì nói không. Thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra cả. Anh chị em thân mến, xã hội Việt Nam của chúng ta trước Tết nguyên đán canh tí. Người ta xôn xao về cái nghị định 100 NDCB của chính phủ. Bởi vì sau khi triển khai nghị định này, các quán nhậu vắng khách, các cơ sở kinh doanh bia kêu trời các doanh nghiệp sản xuất rượu bia thất thu vì giá cổ phiếu giảm và người ta đổ lỗi cho chính phủ vì chính phủ cấm uống rượu bia thưa anh chị em tội nghiệp chính phủ quá bởi nào có cấm người ta uống rượu bia đâu có cấm là cấm những người đã uống rượu bia không được lái xe không được điều khiển các phương tiện giao thông tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ sự an toàn cho mọi người đang tham gia giao thông. Và thưa anh chị em có thể nói rằng đó là một luật mang tính nhân văn, bởi luật hướng tới sự thiện ích cho con người, cho xã hội. Quả thật, luật rất cần thiết không chỉ cho cộng đồng xã hội, nhưng nó cần thiết cho bất cứ một cộng đoàn nào. Nếu muốn cho cộng đoàn đó đạt tới sự tiện ích đích thật Vì thế khi tạo dựng Thiên Chúa đã đặt để trong đó một định luật để mọi thụ tạo vận hành theo thánh ý được gọi là luật tự nhiên. Ngoài ra Thiên Chúa còn hình thành nên một giới luật để xác định mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Giữa con người với con người giới luật này không vận hành theo định luật tự nhiên nhưng được thi hành mang tính cách nhân linh có nghĩa là con người được tạo thành giống hình ảnh thiên chúa và nhận được sức sống từ hơi thở của thiên chúa cho nên mọi hành vi con người luôn luôn phải được biểu lộ không chỉ là bởi bản năng sinh tồn nhưng còn được chi phối bởi lý trí và ý chí hay nói cách khác được thi hành theo quyết định của sự tự do Vâng anh chị em Sự quyết định đó mang lại một cái hệ luận luân lý Có tội hay không có tội Ngay từ buổi ban đầu con người đã vấp ngã Trong việc quyết định chống lại lệnh truyền của Thiên Chúa Không còn chấp nhận giữ mối tương quan tốt đẹp giữa con người với ngài. Và điều đưa lại là một hậu quả tai hại, con người bị luận phạt. Thưa anh chị em, đó là hậu quả của việc con người loại trừ lề luật, sống theo bản năng tự nhiên của mình và không chấp hành thánh ý của Thiên Chúa. Hậu quả của tội không chỉ là dừng lại ở nơi nguyên tổ mà thôi, nhưng được truyền lại cho các thế hệ con cháu. Từ đời này sang đời khác, tạo ra một tương giao hỗn loạn không chỉ với Thiên Chúa, nhưng ngay cả với đồng loại. Chẳng hạn, Ca-in đã nhẫn tâm giết A-ben em ruột của mình. Để lập lại trật tự kiến tạo một cộng đoàn xã hội an bình, Thiên Chúa đã ban hành 10 giới răn. Giới luật được Chúa ban hành được tóm lại trong hai điều này thưa anh chị em yêu mến thiên chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình gọi là mười giới răn nhưng thực ra đó chỉ là hai điều được xây dựng trên một cái nền tảng duy nhất nền tảng yêu thương yêu chúa và yêu người và có thể nói thưa anh chị em luật mà thiên chúa ban cho con người chất chứa tính nhân văn rất cam một mặt nhận biết thiên chúa là đấng tạo thành để tính thác vào ngài với trọn tình con thảo mặt khác kiến tạo mối tương giao với ta nhân trong tình huynh đệ tương kính lẫn nhau hầu làm cho cuộc sống luôn được an bình nhưng anh chị em rất thân mến con người bản chất vốn hay nội loạn và luôn bị chi phối bởi tính tự kiêu tính tự đại nên sử dụng luật như phương thế để bảo vệ quyền lợi của mình để củng cố quyền lực và loại trừ lòng thương xót của Chúa ra khỏi cuộc sống của con người từ đó tạo ra một nỗi sợ hãi cho những người được gọi là thấp cổ bé miệng bởi thế luật không còn được thực thi như là cách thế để biểu lộ tình yêu Mà chỉ còn là những dòng chữ khô cứng Là ách nặng nề Và là phương thế trục lợi của những kẻ có quyền Để giúp cho con người tái khám phá ra vẻ đẹp Sự ngọt ngào của giới luật Vượt qua sự khô cứng và nặng nề của việc giữ luật Chúa Giêsu đã cắt nghĩa để hiệu luật không là gì hơn ngoài việc kết nối yêu thương, tôn trọng phẩm giá đồng loại, loại trừ khỏi tâm can lòng tham lam, dục vọng, sự ích kỷ là những nguyên nhân gây ra hận thù, bất an, sự rối loạn trong các mối tương giao. Thưa anh chị em, ai mà chẳng muốn có được một cuộc sống hạnh phúc, ngập tràn niềm vui và bình an? để có được điều đó không gì hơn chính là chúng ta được mời gọi giữ luật theo tinh thần mà Chúa Giêsu hôm nay đã chỉ dạy. Điều đó cũng có nghĩa là hãy khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong các lề luật qua con người Đức Giêsu Kitô, bởi chính người là hiện thân của luật Thiên Chúa. Nơi người chúng ta đọc được trọn vẹn bản chất đích thật của luật mà Thiên Chúa ban truyền. Thật vậy, nói như Đức Giáo Hoàng Benedicto trong tông huấn Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa tự làm cho mình thành hữu hình trong Đức Giêsu Kitô và qua đó chúng ta có thể chiêm ngắm được Chúa Cha. Việc chiêm ngắm Thiên Chúa qua Đức Kitô tạo nên một cuộc gặp gỡ yêu thương nhận biết Thiên Chúa hàng sống là con đường đi đến tình yêu và tiếng xin vâng của ý chí chúng ta thốt ra nó là thể hiện được ý muốn của người kết hợp với sự hiểu biết ý chí và cảm xúc trở thành một hành động trọn vẹn của tình yêu và đó chính là thực hiện việc tuân giữ luật đúng theo tinh thần của tin mừng gặp gỡ Đức Kitô chính là gặp gỡ được cách sống để thể hiện được tình yêu trong việc tuân giữ lề luật. Vì vậy, thưa anh chị em, để có thể tìm thấy được sự ngọt ngào, dịu êm của luật lệ, anh chị em hãy đến cùng thánh thể Chúa Giêsu. Nơi đó chính là nguồn suối của tình yêu và nơi đó chúng ta hiểu được giữ luật là như thế nào lạy chúa chúng con hiểu luật cần thiết cho cộng đồng xã hội xin giúp chúng con hiểu đúng tinh thần của luật mà chúa truyền ban đó chính là luôn luôn thực thi trong tinh thần yêu thương vì chỉ có tình yêu mới thực sự kiến tạo cho chúng con sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống amen